rồi, kêu đi học về đúng không? Đúng rồi, chị em mới đi học về. Chị nói là dẫn con tới chỗ này mà chị không có cây cỏ không à. Dẫn tới chỗ này nè. Rồi dẫn tới chỗ này làm gì? Không biết. Đây. Chị nhớ lúc trước là mình hát bài Hoa Trinh Nữ không? Đó. Thì giờ chị mới dắt đi tới chỗ này cho chị đi coi Hoa Trinh Nữ nè. Hoa mắc cỡ, Hoa Trinh Nữ còn được gọi là hoa mắc cỡ. Đây, 1, 2, 3, ta là đây, đây quá trời luôn nè, thấy chưa? Đó, thấy mấy cái hoa nhỏ nhỏ tím tím không? Đó thấy không? Này là ta phan phan từ từ nè, nè con thấy không? Nè nè, bây giờ nhà con đụng vô một cái nhánh hoa nào đi, lấy xích lên đây nè, xích lên nè, mấy cái hoa nhỏ nhỏ này nè nè, tao con đụng vô coi, đụng nhẹ nhẹ thôi nha. Cái hoa nhỏ nhỏ này nè, mấy cái lá nhỏ nhỏ này nè, đụng vô, đụng vô. Đụng vô chọc nó, đụng vô nè, nó khép cho nó thấy chưa? À, hay dạ. Thương không? Đó, đó, đó. Đụng như vậy đó, đụng đi. Đụng vô cái nào đụng đâu. Cái nào mà còn nè, bên đây nhiều nè, nè qua đây. Nè. Rồi con đụng vô đi, đụng vô, đụng nhẹ thôi. Đụng mới không có quay được, đụng cái chỗ nào mới quay được á. Nè đụng vô. Đó, thấy chưa? Ngồi xuống. Đó, thấy không? Con đụng vô cái nó khép nó mắc cỡ á. Con đụng nó cái nó mắc cỡ quá, nó khép lại. Đó, chưa? À, con đụng nó mắc cỡ, nó khép lại, thấy không? Thấy chưa? Con thấy không? Thấy không? Nó biết mắc cỡ, thấy chưa? Nè, nhìn mắm mì đụng nè, bên đây quá trời nè, mắm mì đụng nè. Ta-da, đó, đụng cái nó mắc cỡ, nó khép lại nè. Ta-da, đó. Đây, đây, đâu, đâu. Nè, đụng bên đây nè, bên đây nhiều nè con, nè. Quá trời nè, đụng đi, đụng đi. Đụng nhẹ nhẹ thôi. Đó, con đụng cái nó khép lại đấy chưa. Từ từ con làm chậm chậm hơn, làm nhanh vậy. Thôi cái tay con làm quay, không có quay, không thấy được gì luôn á nè. Đó. Đó, đó, nó khép lại quá trời luôn, thấy không? Thấy chưa? Đó, nè. Đó. Đó, nó mắc cỡ á. Nè, nó mắc cỡ, nó khép lại nè. Đó. Dễ thương không? Đó, ngoài kia quá trời kìa. Đó, ngoài này nè, nè nguyên bụi quá trời nè, thấy không? Đó. Đó, mấy cái chấm một tím. Tím nhạt đó, rồi hoa mắc cỡ á. Quá trời, thấy không? Đó, con thấy không? Con đụng vô cái nó mắc cỡ, nó xẹp lại. Con đụng mà con đừng có che cái tay. Qua đây chơi đi. Qua đây nè, qua đây nè, qua đây. Có một bãi bãi nữa nè, một đây nè, đây. Đây nè, quá trời nè chơi đi. Đó. Hôm bữa con hỏi đó nhớ không? Bữa con hỏi má mi ơi, hoa mắc cỡ là hoa gì đó? Con chưa được thấy ngoài đời lần nào nhớ không? Giờ con thấy chưa? À, đó con đụng vô cái nó khép khép lại dễ thương lắm. Đụng cái lá đó, nè con đụng cái lá nó cái nó khép khép lại nè, thấy không? À đụng đó nè. Đó, mắc cỡ nó khép lại đó nè. À coi nè. Nè coi nó mắc cỡ nè, nó khép lại nè. Đó. Đó. Đó, nó mắc cỡ, dễ thương quá. À. À coi nè, mắc cỡ nè. Chưa gì hết, cái mắc cỡ khép lại hết trơn. Mắc cỡ hả? Mắc cỡ nè. Mắc cỡ nè. Mắc cỡ nè, dễ thương ghê vậy. Nó có mấy cái hoa nhỏ nhỏ hồng hồng, tím tím nè. Tím tím tròn tròn. Có hoa của nó tím tím tròn tròn rồi đó. Đó cái hoa của nó tím tím tròn tròn rồi đó. Đụng vô cái nó khép lại, đụng vô. À, đụng vô nó khép lại, mắc cỡ đó, đó. Mắc cỡ cái nó khép lại đó, thấy thương không? Mắc cỡ. Gặp hoa mắc cỡ thiệt ngoài đúng không? Thấy dễ thương không? Dễ. Cưng quá ha. Mình đụng nó cái nó mắc cỡ, nó khép khép lại à. Nó mắc cỡ á. Cái này là ngay chỗ đường Nguyễn Văn Linh nè. Nguyễn Văn Linh quận 7 nè.
ngay chỗ buffet Las Vegas ngó qua nè. Bữa chỗ bữa mình ăn nè, buffet Las Vegas á, ngó qua. Ngó qua có cái chung cư mới nè. Ô ngoài mắc cỡ quá trời luôn, gì dài. Dễ thương quá. Chi nữa? Rồi giờ được thấy hoa mắc cỡ rồi ha, dễ thương không? Con thấy nó làm sao? Cực kỳ đáng yêu. Đáng yêu dễ thương ha. Rồi bây giờ đi về ha. Đi học xong đó, đó là điều bất ngờ đó. Đó là điều bất ngờ của mami dành cho con đó. Tại bữa con nói là con chưa được thấy hoa mắc cỡ ngoài đời, hoa trinh nữ, con chỉ nghe bài nhạc đó thôi. Nhưng mà con muốn thấy nó ngoài đời, giờ con thấy rồi đó, thấy chưa?